Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Life Vlogs. Thì bây giờ thì Lulu sẽ open bag. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái bịch đồ này ha, xem trong đó có những gì. Wow, thấy được cái màu xinh xắn rồi đó. Để xem nào. Ok, đây nó sẽ có 3 món nha các bạn. Oh yeah, một món. Hai món. Và 3 món. Ok, và bây giờ mình sẽ tháo ra. Rồi, ở bên trong nó sẽ là cái đồ gì nhé. Đây, màu em rất là xinh xắn này. Rất chi là dễ thương. Đây các bạn, đây là một cái váy màu đỏ cổ vuông á. Đây váy von nha các bạn, đây váy von ha. Dây kéo sau lưng có một cái nơ để mình cột ha, cái dây để mình cột sau lưng ha, cột eo sau lưng. Đó, rất là dễ thương. Đó, cái đầm rất là dễ thương. Và mình sẽ xem như thế nào đây. Đây. Ok. Rồi, ok, và mình sẽ làm qua tiếp cái mẫu tiếp theo nha. Rồi, qua tiếp mẫu tiếp theo để xem như thế nào ha. Ôi, các bạn ơi, mình mới thử nè, trời ơi, nó vừa y luôn. Chết rồi, dạo này bị tăng cân rồi các bạn. Tại nãy mình mặc cái áo màu đen ở trong á, cho nên là mình sẽ giấu cái áo màu đen ở trong ha. Đó, mình sẽ xem như thế nào. Đó, mình sẽ thả tóc ra để xem nó có dễ thương không. Đây, trời đất ơi, dễ thương quá đi các bạn ơi. Đó, đây cho các bạn xem ha. Ở đây nó sẽ có cái dây cột eo. Ôi, bữa giờ hơi bị lên cân rồi các bạn. Wow, ăn quá nhiều ăn mà, ăn quá trời ăn luôn mà. Đó, sao các bạn thấy sao? Đó, đây là cổ vuông ha các bạn ha, cổ vuông. Đây đằng sau đó, để như này, tại mình mặc luôn cái áo ở trong á. Ok, và mình sẽ thử cái bộ tiếp theo để có thể xem như thế nào ha. Rồi các bạn, và bây giờ mình sẽ qua cái bộ thứ hai nha. Thứ hai đây là màu xanh ha. Ok, và mình sẽ cho các bạn xem bộ màu xanh nó như thế nào. Đây các bạn, màu xanh. Cái này là maxi nha, tại vì nó sẽ hơi bự đó, là sẽ là đồ maxi. Đó, sẽ là phải cái đầm maxi con dài. Ok, và bây giờ mình sẽ thử nha. Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với video của mình nha. Thì đây các bạn, đây là cái bộ tiếp theo. Cái bộ này thì nó rộng hơn được một xíu đó, mà cái này là cái cổ rộng nha các bạn, cổ rộng nhưng mà nhìn nó rất dễ thương nè. Đó, cái đúng của nó là phải làm như thế này.
nó hơi hở ngực một xíu ha, nó hơi hở ngực một xíu đó, nhưng mà cái cổ nhìn rất là đẹp các bạn. Cái cổ đây nè, cái cổ nó xéo như đây nè, xong rồi nó rộng ra miếng đây đó, rồi nó sẽ mai một cái dây thun ở như chỗ này đó. Rồi tay phồng, rồi này là cái phơm xẻ nha, hồi mình sẽ cho các bạn xem đây, cái oxy ha, oxy đó, oxy này đó. Thì đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn cô xa hơn nữa. Ok đó, kiểu như thế này các bạn rất là dễ thương ha, đó rất là dễ thương đó. Cứ lần sau thì nó cũng như vậy. Ok, nhìn khá là dễ thương á. Đây nó sẽ đây một miếng nè đó. Ok rồi, mình sẽ qua tiếp cái món thứ ba nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái món thứ ba là món gì trước, sau đó mình sẽ thay đồ ra. Ok, mình xíu nhé. Đây đây là cái món thứ ba các bạn, à như vậy là ok đó, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cái dạng là wow, rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Đây là cái món mà món mới, cái món cái kiểu này là kiểu mới mà mình mới đăng luôn á các bạn. Đó, mình mới đăng luôn. Rất là dễ thương đó, mình đặc biệt rất thích màu xanh. Ok. Chạy khá là đẹp. Giờ hy vọng là mặc vô sẽ vừa. Đây đây là cái quần các bạn, cái quần người ta sẽ may lên thun luôn. Đó. Cho nên mặc rất là thoải mái. Very happy. Ok, và bây giờ mình sẽ thay ra để cho các bạn cùng xem nha. Ok. Hey, hello các bạn, và mình đã quay trở lại với cái bộ thứ ba là nó trên cả tuyệt vời luôn ha. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng xem. Ok. À, thì đây là cái bộ thứ ba hồi nãy nha. Đây là một cái như một cái bộ rời nha các bạn. Đó. Đây. Đây là một cái bộ rời bao gồm cái áo hai dây đó, hai dây như thế này ha đó, với lại là cái quần. Đây là cái mẫu mà mới nhất luôn các bạn, cái mẫu mà mới nhất mà nó mới ra luôn á, thì bây giờ là mình mới đặt về luôn. Thì các bạn nào mà muốn đã muốn như là muốn đặt thì phải nhanh lên nha, để số lượng còn, tại vì những cái mẫu hot là những cái mẫu mà như là đẹp, mà hiện là cái mẫu mà mới hot trend á, thì nó sẽ rất là nhanh hết, cho nên là các bạn lưu ý nha. Đây đây là cái quần đó, cái quần này quần ống 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 rộng nha các bạn. Đây quần ống suông, đây nó quần ống suông như này ha đó, quần ống rộng, cái loa, cái quần ống rộng. Đây cái này á là nó sẽ cao như thế này luôn đó, nhưng mà mình sẽ hết bẻ cái này xuống để cho nhìn nó đẹp hơn á đó. Đó, cái lưng thun như các bạn, cho nên khi mình mặc rất là dễ chịu đó. Cái quần này nó không có túi, thì cái này nó có sẽ có màu trắng, màu xanh, rồi màu gì ta, màu tím, rồi màu tím là cái màu mà y như là nó đang hot hiện nay, nhưng mà mình rất thích màu xanh nên mình sẽ đặt màu xanh. Rồi có màu màu nâu đất á, một màu cam đất á các bạn đó. Ok, nói chung là mình rất thích cái bộ này, cũng như là rất thích cái đợt lấy hàng này. Thì các bạn nếu có thích thì nhớ 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 để mà mình đăng ký ngay nha, để đặt hàng ngay á. Thì cái áo này á, nói chung là cái bộ này các bạn có thể phối rời đó. Cái này, cái áo này các bạn có thể mặc với quần jean ha, quần jean cũng là như là ống rộng đang hot hiện nay, lưng cao đó, hoặc các bạn có thể mặc với là chân váy. Rồi cái quần này thì các bạn có thể phối với những cái áo kiểu khác nhau. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha, nhớ subscribe cái kênh YouTube cũng như là thường xuyên theo dõi cái kênh YouTube của Lubula Vlogs, cũng như là trên cái trang Facebook cá nhân của mình, thì mình có đăng đồ bán nữa. Okay, see you later.